Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Đức Mạnh của TT Việt Nam. Hiện tại sau lưng tôi đây là một công trình tại Gia Lâm, Hà Nội với diện tích mặt bằng ngói là lên tới 165m², sử dụng khung kéo thép siêu nhẹ với ngói Fuji phẳng M1. Với cái công trình này chúng tôi đã thi công trong vòng khoảng 10 ngày, bởi vì rằng là với một công trình mái Pháp thì thời gian thi công sẽ lâu hơn một chút, do là điều kiện thi công sẽ khó khăn hơn, hai nữa là độ dốc lớn hơn đó, và cái thứ ba nữa là đây là một công trình tân cổ điển nên là cần có sự lựa chọn hài hòa giữa mái ngói cũng như là các cái kết cấu trang trí xung quanh như là phào chỉ. Vâng, và các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp căn nhà tân cổ điển này nhé.